Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay mình có hai tin muốn chia sẻ với các anh chị và các bạn. Tin thứ nhất là hệ thống ATM của Bank of America tại Orange County có phải hết tiền mặt hay không? Thứ nhì là Nga công bố đã có thuốc vaccine ngừa COVID-19 rồi. Từ hồi tháng 6 cho tới nay, hệ thống ngân hàng Bank of America đã tạm đóng nhiều chi nhánh khắp nước Mỹ, đã gây trở ngại cho nhiều cư dân, trong đó có cộng đồng gốc Việt ở Lido, Sài Gòn. Hiện nay, nhu cầu dùng tiền mặt gia tăng từ những người nhận tiền thất nghiệp khiến nhiều ngân hàng gặp trở ngại trong việc cung cấp. Một số cư dân trên khắp quận Cam đã thông báo trên mạng xã hội rằng các máy ATM tại Bank of America đã hết tiền mặt để rút. Và bây giờ mình quẹo vào đây là cái Bank of America ngay chỗ này, nằm trên góc đường Brockhurst và Slater. Nhà băng này vẫn còn mở cửa. Các anh chị và các bạn có nhu cầu thì cứ đến nhà băng này. Các bạn muốn rút tiền bên trong nhà băng hay là muốn rút tiền ở máy ATM đều có được hết. Từ khi những cái chi nhánh khác đóng cửa thì mình hay ghé vào cái chi nhánh ở đây. Phía bên này là máy rút tiền ATM drive-thru. Để mình quẹo qua bên này cho các bạn coi nhé. Đó, các anh chị và các bạn có nhìn thấy không? Xe người ta xếp hàng vô để mà người ta rút tiền. Máy rút tiền vẫn hoạt động bình thường. Nhà băng chỉ tạm đóng cửa một xíu chi nhánh trong mùa đại dịch này thôi. Đó, các anh chị và các bạn nhìn thấy các chiếc xe đang nối đuôi nhau để vào rút tiền. Các bài viết đăng trên Facebook từ thành phố Santa Ana cho đến Placentia và Orange than phiền trong những tuần gần đây về việc thiếu tiền tại các máy rút tiền tự động tại chi nhánh địa phương. Tệ hơn nữa là một số chi nhánh của Bank of America đóng cửa mà không có một lời thông báo. Theo nhật báo Orange County Register, họ đã đặt câu hỏi về tình trạng máy ATM cạn tiền với ngân hàng Bank of America. Thì người đại diện cho biết tình trạng bùng phát số người bị thất nghiệp đến rút tiền đưa đến hoàn cảnh bất tiện trên. Hơn 8 triệu cư dân California đã nộp đơn xin tiền trợ cấp thất nghiệp kể từ khi đại dịch bùng phát khiến nền kinh tế hoạt động cầm chừng trong thời gian vừa qua. Bà Colleen Hazzotti, bà là phó chủ tịch và phát ngôn viên của Bank of America cho biết, các máy ATM của chúng tôi đã trải qua mức độ sử dụng chưa từng có trong cuộc khủng hoảng đại dịch này, đặc biệt là vào khoảng ngày 1 và ngày 15 của tháng. Do chúng tôi cung cấp số lượng kỷ lục của thẻ EDD California được cấp tiền vào những ngày đó, sử dụng để rút tiền mặt. Bà còn nói thêm, chúng tôi đã tăng cường bảo trì mạng lưới ATM của mình. Với 95% số máy ATM của chúng tôi ở quận Cam hiện đang hoạt động bình thường và phần còn lại sẽ được bổ sung càng sớm càng tốt. Bà Phó Chủ tịch cho biết, hiện nay, khách hàng vẫn có thể sử dụng hơn 50 trung tâm tài chính trên toàn quận Cam, đang mở cửa và có đầy đủ tiền mặt. Tuần lễ vừa qua, Bank of America cũng gặp trở ngại kỹ thuật khi ứng dụng trên điện thoại cho những kết quả không chính xác về số tiền trong tài khoản của khách hàng. Bà Phó Chủ tịch nói là, chúng tôi đang sửa chữa lỗi kỹ thuật này một cách nhanh nhất. Và khách hàng vẫn theo dõi số tiền hiện tại trong tài khoản khi bấm vào phần hiển thị tài khoản cá nhân hoặc liên lạc với chúng tôi qua mạng xã hội hay những phương thức khác. Tìm chi nhánh trực tuyến tại bankofamerica.com hoặc gọi số 866-834-9286. Nếu khách hàng thấy máy ATM tại bất kỳ chi nhánh Bank of America nào, xin chụp hình và gửi đến địa chỉ email sao@scng.com. Mình để lại số điện thoại và địa chỉ email ở bên dưới cái video này để cho các anh chị và các bạn nào cần thì có thể vào xem. Hôm nay ngày 11 tháng 8, Tổng thống Nga Putin đã công bố rằng Bộ Y tế Nga đã phê chuẩn vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới và con gái của ông đã được tiêm chủng thử nghiệm. Tổng thống Putin đã khẳng định rằng loại vaccine này đã qua các cuộc thử nghiệm cần thiết và cho thấy có hiệu quả. Nó giúp tạo sự đề kháng lâu dài đối với COVID-19.
Tuy nhiên, các khoa học gia ở Nga và các quốc gia khác đều đã lên tiếng bày tỏ sự lo ngại rằng việc vội vã sử dụng vaccine này trước khi hoàn tất giai đoạn thử nghiệm 3, vốn thường kéo dài nhiều tháng và có sự tham gia nhiều ngàn người, có thể là những hậu quả không lường. Trong cuộc họp chính phủ hôm thứ Ba, ông Putin nói vaccine này đã trải qua cuộc thử nghiệm và thấy đã an toàn. Ông nói, tôi biết là vaccine hữu hiệu và tạo ra khả năng đề kháng vững chắc. Và tôi lặp lại rằng vaccine đã có các cuộc thử nghiệm cần thiết. Chúng ta phải biết ơn những người đi bước đầu tiên vô cùng quan trọng này cho đất nước chúng ta và cho cả thế giới. Tổng thống Putin còn cho biết thêm là một trong hai người con gái của ông đã tham dự vào cuộc thử nghiệm và chích hai mũi vaccine. Ông nói là con gái ông có thân nhiệt lên tới 38 độ C, tức là khoảng 100.4 độ F. Đó chính là trong ngày chích mũi vaccine đầu tiên. Sang ngày thứ nhì thì giảm xuống còn khoảng 37 độ C, tức là 98.6 độ F. Sau khi chích mũi thứ nhì, thì thân nhiệt người này có tăng đôi chút, nhưng sau đó trở lại bình thường. Ông Putin không cho biết rõ người con nào của ông là Maria hay là Katerina chích thuốc vaccine này. Bộ Y tế Nga nói rằng vaccine có khả năng tạo miễn nhiễm cho tới 2 năm. Giáo sư Alexander Ginsberg là người đứng đầu viện Gamaleya Institute, là nơi nghiên cứu vaccine này, nói rằng việc chủng ngừa sẽ khởi sự trong khi thử nghiệm giai đoạn 3 vẫn tiếp tục. Tổ chức Y tế Thế giới WHO nói rằng mọi loại vaccine cần phải qua hết các thời gian thử nghiệm trước khi đưa ra sử dụng. Nga đã nhận được đặt hàng từ hơn 20 nước sau khi tuyên bố nghiên cứu thành công vaccine ngừa COVID-19. Phó Thủ tướng Nga cho biết vaccine ngừa COVID-19 sẽ được phân phối cho các nhân viên y tế bắt đầu từ tháng 9 và sẽ được tiêm chủng đại trà từ tháng Giêng 2021. Nga là một trong những quốc gia chạy đua phát triển vaccine trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh khắp thế giới. Giới khoa học Nga bắt đầu quá trình thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa COVID-19 từ ngày 18 tháng 6 với sự tham gia của 38 tình nguyện viên. Và tất cả đều đã có miễn dịch sau khi tiêm thử nghiệm. Nhóm tình nguyện đầu tiên được xuất viện vào ngày 15 tháng 7 và nhóm thứ hai vào ngày 20 tháng 7. Chưa thấy có nhóm thứ ba. Theo Reuters, tốc độ Nga phát triển vaccine ngừa COVID-19 khiến một số nhà khoa học quốc tế nghi ngờ liệu Moscow có đang đặt vị trí quốc gia lên trước sự an toàn hay không. Các nhà khoa học phương Tây hoài nghi rằng các nhà nghiên cứu Nga có thể đã đốt cháy giai đoạn dưới áp lực của chính quyền. Nhiều nước tiếp tục chạy đua phát triển vaccine với hy vọng ngăn chặn đà lây lan của COVID-19. Anh, Nhật Bản và hơn 70 quốc gia khác đang có kế hoạch lập một liên minh toàn cầu nhằm huy động 20 tỷ USD để mua vaccine ngừa COVID-19. Nga hiện nay là vùng dịch lớn thứ tư trên thế giới, với trên 15.000 ca tử vong vì COVID-19, trong khi số ca nhiễm lên gần tới 900.000 người. Số người nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới cho đến nay đã vượt trên 20 triệu người, bao gồm hơn 740.000 người đã thiệt mạng. Về phía Mỹ thì các quan chức Mỹ đã bày tỏ quan điểm hoài nghi về sự an toàn của vaccine COVID-19 do Nga phát triển. Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Alex Azar nói rằng điều mấu chốt ở đây không phải là nước đầu tiên có vaccine, mà là vaccine phải an toàn và hiệu quả với người Mỹ và người dân thế giới. Theo ông Azar, điều quan trọng nhất là phải có những dữ liệu minh bạch về vaccine để chứng minh rằng nó an toàn và hiệu quả. Ông cũng cho biết Mỹ hiện có 6 ứng viên vaccine đang được phát triển. Trong khi đó, cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway đã bày tỏ băn khoăn về quá trình thử nghiệm của Nga đã thực hiện để có thể tuyên bố rằng họ phát triển thành công vaccine COVID-19. Các tiêu chuẩn của Mỹ nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA đặt ra những tiêu chuẩn và những điều tôi hiểu từ thông báo của Nga là những tiêu chuẩn của họ không thể so sánh với Mỹ được.
Đó là lời của bà Conway nói trong chương trình Ford and Friends vào ngày 11 tháng 8. Mỹ hiện nay vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với trên 5 triệu ca COVID-19 và hơn 166.000 người tử vong vì dịch COVID-19. Đó là những thông tin mình muốn chia sẻ với các anh chị và các bạn ngày hôm nay. Và bây giờ mình xin tạm dừng cái video này tại đây. Chúc các anh chị và các bạn luôn vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc nhé. Chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye!